Rất vui được gặp mọi người ở video này ha. Thì hôm nay đã là ngày thứ tư Bun ở Bangkok rồi. Và chiều ngày mai thì Bun sẽ lên máy bay và về lại Sài Gòn. Nhanh ghê luôn ha. Đi chơi cái thời gian nó qua lẹ ghê luôn á. Vẫn chưa có đi đã nha. Còn muốn đi tiếp nữa, muốn đi nhiều nơi lắm. Có nhiều chỗ Bun cũng chưa có đi hết nữa. Cũng chưa có ăn hết luôn. À hôm nay là ngày thứ bảy, cuối tuần ở Thái Lan ha. Thì như các bạn cũng biết là chợ Chatuchak sẽ mở vào cuối tuần thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật 3 ngày. Vì thế mà hôm nay Bun quyết định là sẽ đi chợ, sau đó sẽ đi Bixi để xem thử coi có mua gì về được không ha. Nhưng mà trước khi đi ra chợ thì tụi mình sẽ đi ăn sáng trước để xem buổi sáng hôm nay sẽ ăn món gì nha. Đi thôi. Урок извлекай из обид, они будут не любить, не реви. А ты будешь любить, не бери. Твой стол будет полон еды, интуиция твой поводырь. Я зря дилемму разбираю, наверное, и словами мысли не донести. Но когда-то принесет это ветром. Tụi mình vừa xuống trạm Victory Monument. Nói đến đây thì mọi người cũng có thể đoán là mình sẽ đi ăn món gì rồi đúng không? Sáng hôm qua là món hủ tiếu thịt heo và sáng hôm nay sẽ là mì thuyền. Dự tính của Bun là sẽ không ăn món này đâu. Tại vì xem review thì Bun thấy là cái nước dùng của nó là nấu bằng huyết á. Nhưng thôi quyết định ăn thử. Các bạn cũng có thể nhìn thấy phía bên kia là tượng đài chiến thắng ha. Thì ở đây cũng là một khu thương mại nằm ở phía bắc Siam. Cũng có khá là nhiều sự lựa chọn về thời trang nè, giải trí về đêm nè. Các nhà hàng địa phương đều có. Cái trạm này cũng là một trạm trung tâm vận chuyển ha. Từ đây mọi người có thể bắt xe buýt nè, hoặc là ô tô đi ở khắp mọi nơi Bangkok luôn. Những điểm du lịch như là Khảo Già, Ayutthaya hoặc là Pattaya vân vân. Đợt trước Bun đi thì Bun cũng có ghé cái trạm này. Và buổi chiều á, ở đây có một cái chợ đêm á, bán đồ ăn rất là ngon. Đặc biệt là cái món sa tay với lại cái món giống như cá viên vậy đó. Ăn ngon cực kỳ luôn. Nhờ cái chỗ này mà Bun với bạn Bun bị ghiền cái món sa tay đó. Rồi nè, còn bây giờ thì mình quẹo vô đây nữa là tới cái quán mì thuyền rồi ha. Ở phía bên này á, thì sẽ có hai quán mì thuyền. Các bạn có thể lựa chọn một trong hai quán để mà thưởng thức ha. Phía bên tay trái Bun sẽ là quán Wonton Noodle, còn phía bên tay phải sẽ là Ba Giác Noodle. Thì hôm nay mình sẽ ăn thử quán Wonton ha. Là quán mà hình như được mọi người review nhiều nhất á. Còn bạn nào đã ăn thử ở bên tay phải quán Ba Giác Noodle thì comment cho Bun biết cái mùi vị với nha. Tụi mình gọi trước một phần cá viên và một phần bò viên, còn mì thì sẽ đem ra sau ha. Mà Bun phải công nhận một điều là cá viên ở đây rất là ngon. Đa số cá viên ở Thái Lan luôn á, chứ không phải là chỉ quán này thôi đâu. Và ngon hơn nữa là do cái phần sốt đó, cái phần nước chấm á, cực kỳ xuất sắc luôn. Còn bây giờ thì bạn Bun sẽ ăn thử bò viên ha. Thảo chấm ít thôi, cái sốt đắt cay. Đây là hai tô mì của tụi mình ha. Tô của Bun thì nước dùng màu hồng và cái hủ tiếu nó giống như là cái bánh ướt vậy đó. Còn tô của bạn Bun thì là hủ tiếu khô. Bạn nào mà thích ăn chua cay nhiều thì dùng nước hồng ha. Còn cái này là hai tô khác tụi mình mới gọi thêm nè. Đây khô là khô chứ nó không có ngon chân sắp hợp. Cái gì mà cái gì trời ơi gấp tu tiếu bự lắm gấp 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 nữa là hả đó là lý do tại sao á mọi người ăn nhiều. Ê, nhưng mà có mùi thơm lắm nha. Ờ đúng rồi. Thử rồi. Ta thử một cọng hai cọng thôi chứ gắt một nửa hết không có thử được. Rồi, ngon hơn cái con này.
cuộc của tụi mình quyết định đúng đắn khi không bỏ qua món mì thuyền này. Và Bun cảm thấy cái tô ngon nhất là cái tô số 2 mà bạn Bun ăn đợt sau á. A few moments later. Hiện tại thì Bun vừa xuống chạm tàu để mà đến chợ Chatuchak và rất là đông luôn nha. Đông khách du lịch cực kỳ, vừa khách du lịch mà vừa dân địa phương nữa. Mọi người cũng có thể nhìn thấy ở phía bên dưới cầu á là quá trời người luôn. Xe taxi thì xếp hàng dài ở phía đó và người đi bộ đang tiến vào chợ rất là đông. Ở trên cầu vượt cũng vậy ha, rồi phía bên đường này nữa nè, quá trời đông luôn. Giờ thì Bun sẽ đi xuống dưới để vào chợ để xem thử coi có mua được gì không ha. Смотрит, духи с неба зовут нас и берегут наши дни. Да, смеемся будто все грани стерты. Духи с неба зовут нас и берегут наши дни. Да, и станет круто, и станет явно нам всем, что атрибуты нам всем всем не нужны. Проснувшись утром, да, ты начни о главном думать сам. Ведь духи зовут нас оплатить по счетам, да. Thật sự thì ở đây nó rất là rộng và rất là đông. Tụi mình đang bị hoang mang á, đang bị choáng ngợp á, cho nên là trong đầu không có suy nghĩ được là sẽ đi đâu và mua cái gì. Thôi thì cứ thấy cái nào đẹp, thấy thích cái nào thì ghé vào xem thôi. Mà Bun không nghĩ là chợ cuối tuần ở đây lại đông đến như vậy luôn. Ban đầu thì Bun cũng có dự định là sẽ đi chợ Rạch Giá, nhưng mà do sức khỏe của tụi mình không có được ổn định á, cho nên là chỉ quyết định đi Chatuchak với lại Bixi thôi. Còn những phiên chợ khác thì tụi mình hẹn dịp sau vậy. Giờ là đi tới số 13 phải không? Vô chợ kiếm đồ mua về cho chó. Phương đàn con, đàn cháu ở nhà lắm. Số 13 là khoai đi mòn. Tụi mình vừa tìm được khu dành cho thú cưng, nhưng mà phải nói là nhờ cái bản đồ mới tìm được nha, chứ không là chắc tìm tới ngày mai luôn cũng chưa tìm được cái khu này nữa. Bun dự định là vô đây sẽ mua áo với lại vòng cổ cho tụi nhỏ ở nhà, mà để xem thử coi có mua được gì không ha. Để dành cho chó nha. Không có giường nhỏ thì nhiều thì cho mẹ rồi mấy con có nhỏ đây vô bà tới giờ đó hai cái đó 300 bạc. Đây là giảm giá hả? Nãy là mình thấy 509 đúng không? Ấy lộn, 159. Ừ, giảm giá xuống rồi đó, trả nữa không bớt nha. Trả nhiêu đó đó? 18 bạc. Nói chung là nó niêm yết giá nhiêu đó, ra tính tiền nó sẽ tự giảm xuống cho mình luôn để mình khỏi trả giá, mình trả nữa không có được. Nó đã quyết định giảm bao nhiêu là nó giảm bao nhiêu cho mình. Bun vừa tìm được cái chỗ bán nước ngọt dày. Trời rất là nóng luôn nha. Mà thấy nguyên cái máy này là thôi nhào vô liền. Quá khát rồi, chịu không nổi. Mà trước lúc đó là Bun đã mua một ly trà tắc với lại một ly đá chanh rồi đó nha. Đi một vòng lạc chợ vẫn còn khát nước. Thật ra Bun xem review á thì sẽ có nhiều chỗ bán nhiều loại nước hơn. Chỗ này thì chỉ bán một loại coca thôi, nên thôi uống tạm cho đỡ khát cũng được. Một ly như vậy thì có giá là 30 bạc nha. 30 bạc hình như là tương đương với 21.000 tiền Việt của mình. Trước khi qua đây á, thì bạn Bun có nói là Bun học thuộc bản cổ chương 7 đi, tính cho nó dễ, ý là quy đổi ra tiền Việt cho nó dễ á. Mà cái bản cổ chương 7 là cái bản cổ chương khó học nhất luôn, khó nhớ nhất luôn. Rồi hết luôn. Hết luôn.
là bể đồ ăn rồi. Rồi. Rồi tới ngoài. Rồi. Chiến đường là đây. Đó. Vô hệ rồi đó. Đi là tôi thấy cái tỉnh lại liền. Đi đi chợ kia coi đồ là chính, ấy coi đồ là một chứ coi này là 10 đúng không? Coi đồ là chính, coi đồ là một, coi này là 10, quá trời luôn. Quá trời sao tay luôn á Thảo. Tụi mình quyết định là sẽ ăn chả cá chiên, một cái món mà ở Việt Nam tụi mình cũng rất là thích ăn. Bây giờ qua đây thấy món này cũng muốn ăn, và tụi mình sẽ ăn thử chả cá chiên Thái Lan như thế nào ha. Chú chiên mà cái mùi bốc lên nó thơm dã man luôn á. Bây giờ đợi hai bạn khách này mua xong rồi tới phiên tụi mình mua ha. Ở bên này kế bên là bán bánh, mà do là bạn Bun không thích ăn đồ ngọt cho nên là Bun sẽ không thử món này, một mình Bun ăn không có hết. Mà Bun để ý nha, chả cá ở Thái Lan á, khi mà chiên lên thì Bun thấy là chiên chín thôi chứ không phải là chiên vàng ươm như bên mình. Còn đây là bảng giá ha, tụi mình sẽ mua thử 40 bạc. À không biết mọi người có để ý không, có một điều này Bun thấy rất là phổ biến ở Thái Lan là đa số những hàng quán mà bán hàng rong á, à Bun không biết ở bên này mọi người gọi như thế nào, nhưng mà nói theo cách Việt Nam dễ hiểu là bán hàng rong á, thì lúc nào kế bên cái bảng hiệu của họ cũng sẽ có một tấm ảnh của người chủ quán. Không biết mọi người có để ý như vậy không, chứ Bun thấy đa số là như vậy luôn. Giống như chú bán chả cá này cũng vậy ha, hồi nãy Bun quay cái bảng giá tiền á thì mọi người cũng thấy là kế bên sẽ là cái hình giống như là hình 3-4 hoặc là hình chân dung của người chủ quán vậy đó, rất là đặc biệt luôn ha. Điều đó thì ở Việt Nam mình thì Bun chưa thấy nha. Ở đây chú bán hai loại sốt, chú có hỏi Bun là lấy sốt nào thì Bun nói là cái sốt chú đang múc á, mà chắc do Bun nói không rõ cho nên là chú lấy hai loại sốt trộn với nhau luôn. Cái sốt kia thì thấy có vẻ cay hơn nhiều, nhưng mà thôi lỡ rồi thôi, thử ăn thử coi như thế nào ha. Làm gì vậy? Còn trộn bánh tráng trộn. Dạ cá. Nướng nè. Trời ơi, bá lắp cái trời, trời ơi. Điều. Điều chưa? Điều nè khà. Điều nè. Ăn. Mẹ. Rồi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn cũng lâu nữa, ghi cũng lâu. Mày rồi. Cái gì vậy bà nội? À rồi mà. À rồi mà. Rồi. Đúng rồi, cái món hàng luôn trời. Nóng hả? Đúng rồi, mới chiên ra luôn á. Mà ngộ hơn cái chả cá bên này nó chiên không có vàng giống như bên mình ha. Bên mình là chiên vàng luôn, cầm cục chả cá lên coi nè. Này là bên mình chiên còn trắng trắng, ê bên này chiên còn trắng trắng. Nó vàng là tại vì cái sốt nè, lắc dữ quá. Trời ơi. Có mặt đen hui luôn. Ừ. Mà nãy giờ mua được gì chưa? Được hái nón nè. Mua được hái nón.
với bà cộng dây xích chó. Đúng. Giờ ngồi đây ăn nguyên cái chợ Chà Bá luôn, vô chợ chỉ để ăn. Trời ơi, đó trong hàng kìa. Trời ơi, tôi còn định ăn gì nữa. Tay. Trời ơi, ăn dứt mà cái mặt mập luôn nè. Giờ thì Bun tiếp tục đi dạo chợ tiếp ha. Bun thấy là hầu như chợ này mình cần mua gì thì cũng có đầy đủ tất cả các loại mặt hàng luôn. Và cái quầy này thì là bán mấy cái nguyên liệu gia vị nè, nhiều lắm luôn ha. Tụi mình lại ăn tiếp, ăn cái món yêu thích lề đường. Giờ mua đồ hay mua đồ ăn? Ngon. Sa tay. Từ bữa tới đây giờ ăn mấy ngày rồi? Ngon cây. 5 cây hả? Mỗi đứa 5 cây, trời ơi trời. Quá dữ quá đó. Nãy giờ ăn uống no nê rồi, chân thì cũng rất là mỏi, rất là đau. Mà bây giờ tụi mình phải tìm đường để đi đến trạm tàu đi về. Cái cảm giác nó đuối dã man, đuối luôn. Cuối cùng thì tụi mình cũng tìm được trạm tàu để đi về. Vừa nóng, vừa mỏi chân, vừa đau chân, mà còn vừa mất vệ sinh nữa. Thật sự là thời tiết ở Thái Lan đang rất là nóng luôn, nóng rất là gắt. Thôi để Bun tranh thủ đi về khách sạn lẹ lẹ ha. 2 hours later. Tụi mình đang trên đường đi đến Big C thì gặp một bé chó như thế này, giống như là em bị hạ bàn vậy đó, nên em phải đi bằng cái trợ lực bánh xe. Bé chó mới đẻ nhà Bun cũng vậy á. Cũng may là lúc đó Bun chữa trị với lại trị liệu cho bé kịp thời, cho nên là may mắn bây giờ bé đi được. Đến Big C rồi ha, bây giờ tụi mình sẽ đi vô bên trong, đi lên lầu để xem có gì mua được không. Một cảm giác rất là quê nhà nha, là tại vì rất là nhiều người Việt Nam luôn. Xung quanh Bun đa số toàn là khách du lịch đến từ Việt Nam, mọi người ai ai cũng đều nói tiếng Việt, rất là vui luôn ha. Việt Nam không có mì gói. Việt Nam không có bánh lầy. Ừ, mà bánh lầy nhỏ này Việt Nam không có thiệt. Đó. Mì mua cho 3 lóc mì, trời ơi trời. Đi một hồi thì trời cũng tối rồi ha. Bây giờ tụi mình sẽ đi dạo khu Xì Lõm để xem có gì ăn tối được không. Hồi nãy đi Big C thì đa số tụi mình cũng chỉ mua đồ ăn thôi, chứ không có mua gì ngoài đồ ăn. Còn bây giờ ăn cái gì thì bạn Bun sẽ dẫn đi ăn. Bà nói là buổi sáng bà thấy cái đường đó đó, không biết là trên đường gì, nhưng mà bán rất là nhiều đồ ăn. Giờ tụi mình sẽ đi qua đó thử ha.
Đây đây, đường phía bên này đây. Đó, bà nói là thấy bán nhiều đồ ăn lắm, nhưng mà thật ra chỉ có nửa đoạn đường đầu thôi nha. Bun bị bả dụ rồi. Đó mọi người thấy không, chỉ có khúc đầu thôi, khúc đầu đường thôi. Còn phía dưới thì không có bán gì hết. Hỏi ra mới biết á, là tại vì bà thấy buổi sáng á, có cái bà bán xoài. Cái xe bán xoài, xe bán trái cây á, nhìn ngon lắm. Trời ơi, lãng xè con, tự nhiên thấy bán trái cây ngon, cái tối dẫn người ta vô đây ăn, hay thiệt. Cuối cùng thì tụi mình quyết định vô cái khu trung tâm thương mại Xì Lõm Complex để mà ăn After You. Và đặc biệt ở đây là không có thanh toán bằng tiền mặt nha. Thì hồi nãy Bun gọi là một phần kem xôi xoài với lại một phần bánh waffle. Nói chung thì do là ăn thử cho nên là Bun ăn mỗi thứ một phần nhỏ thôi, không có ăn phần lớn. Cái kem xôi xoài ở đây thì Bun thấy có một phần sốt xoài á, với lại một phần kem béo. Thật ra các phần kem béo này Bun ăn thử thì nó là whipping cream trộn với lại cái kem mà mình để làm bánh kem á. Và cái sốt phủ ở trên cái biên su á cũng giống như cái hũ whipping cream đó nha. Chứ thật sự Bun ăn Bun không có nghe mùi vị phô mai chút nào hết. Nó hoàn toàn là kem béo. Và ở phía trên là những cái hạt đậu xanh cà vỏ á, đã qua xử lý với đường rồi nha. Nên khi ăn vào thì mình cảm nhận được nó giòn và nó ngọt. Còn đây là cái phần bánh waffle của mình ha. Bây giờ bạn Bun sẽ ăn thử cái món bingsu trước, tại vì cái món đó là bạn Bun gọi. Cái phần bánh kia Bun sẽ ăn sau. Cái này giống cái đó đó không? Ừ, chứ không rõ. Ăn thử rồi. Đúng là cái món bên xu xoài bớt trời này của Bun phải không? Đây là bánh của Bun ha. Cái vẻ bề ngoài của nó là giống như là bánh waffle, nhưng mà ở đây để là croffle. Nó là cái gì? Cái này ăn là cái mùi vị của cái đế bánh croi xanh á. Ừ. Nhưng mà cái hình dạng của nó giống như bánh waffle, bánh waffle nha. Y chang cái bánh croi xanh luôn. Rất là béo, rất là thơm, ngon lắm luôn. Nếu như mà cái này là bánh croi xanh là ăn hoài, ăn mỗi ngày luôn. Nhưng ở trong là, ôi, có nếp nữa đúng không? Có xoài nữa nè. Có xoài nữa, có xoài tươi nữa. Ê, ngon quá. Dẻo dẻo ngon đúng không? Ê, ngon quá à. Hàng kia nó lúc nào cũng đông quá, đứng xếp hàng mỏi mòn luôn. Người ta dựng xếp hàng. Cái khúc này tụi mình hơi bị ngược chút xíu là ăn món tráng miệng xong rồi bây giờ mới đi ăn tối nè. Cũng tại bả, cuối cùng bả dẫn đi ăn cái quán ăn mà kế bên khách sạn luôn á. Bước qua 2-3 bước là tới rồi. Ủa vậy sao từ đầu không dẫn đi vậy đi? Tức á. Bun nói vậy thôi chứ do là cả hai đều mệt rồi, cho nên là hơi đi lòng vòng một chút xíu. Còn đây là những cái món ăn mà tụi mình gọi ha. Nhìn cái hình thức thì rất là ngon luôn đó nha. Nhưng mà thật sự ngon thiệt. Quán này thì mở cửa rất là trễ. Nếu như bạn nào đến Thái Lan vào chuyến bay tối, mọi người đói bụng có thể ghé đây ăn ha. Nêm nếm thì cực kỳ hợp với khẩu vị người Việt Nam luôn. Và đặc biệt quán này đa số toàn là dân địa phương ăn thôi. Này ba lô nè. Ba lô. Hồi đây kéo được, sắp giỏ cũng được đúng không? Chất liệu này lạ quá ha. Chống nước, cho mình mượn cái túi. Cái hiệu nó. Đây là cái hiệu mua ở Chatuchak. Đó, để đây cho mọi người thấy nè. Có Instagram like với lại không có Facebook nha. Có vậy thôi đó. Dễ thương ai chơi ở Facebook này trời ơi. Ủa không có Instagram á. Ôi trời ơi, đang đói bụng trời ơi. Làm bằng 100% chất liệu tái chế này. Cái này là chất liệu tái chế nha, thân thiện với môi trường. Một cái này là bao nhiêu quên rồi. Cái ba lô này là 390 bạc.
Còn cái túi bé bé này là 290. Đặc biệt nha, mua hai cái shop tự giảm giá, mỗi cái chỉ giảm được 15 bạc thôi, trả nữa không bán vậy đó. Nói chung là shop tự giảm giá chứ mình không có cần trả giá đâu, trả nữa không bán đâu. Không biết mọi người mua làm sao chứ mình mua là vậy đó. Còn cái này là quà của ba con báo đời nha. Việt Nam không có bán, Việt Nam không có bán dòng cổ cho chó, phải qua tới đây mua đó. Shopee rồi Lazada đồ không có đâu, qua tới chợ tôi chặt mua. Nhiều khi về nói ẹ nè, quà Thái Lan cho mày nè, không biết nó hiểu không nữa, mà không biết nó biết không nữa. Nó chưa tại thấy dễ thương với lại đi nhớ tụi nó quá, mua cho tụi nó thôi nha mọi người. The next day. Chào buổi sáng nha. Đây là cái gói cơm cháy mà hôm qua tụi mình đi Big C mua. Thì bây giờ tụi mình sẽ ăn đỡ cái này, rồi bắt đầu dọn dẹp trả phòng. Sau đó sẽ gửi hành lý ở khách sạn và đi ăn trưa. Nhưng mà cái gói cơm cháy này ăn ngon lắm nha mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ xuống trả phòng và sau đó sẽ đi ăn trưa ở Here 2. Kệ đi, nó sách tay cũng được mà. Rồi đi. Two feet shut down that arena. You know I'm the dust for corner. I'm in a danger making the trash be mental. My boss babe to pass your level. Hiện tại bây giờ thì cũng gần 12 giờ trưa rồi, là ngay cái giờ cao điểm ăn trưa luôn đúng không? Cho nên là từ xa thì mọi người cũng thấy là ở Here 2 đang xếp hàng rất là đông. Đó cũng là lý do vì sao mà Bun ít khi đi ăn ở Thái Lan vào giờ cao điểm là như vậy. Bun sẽ ăn sớm hơn hoặc là trễ hơn sau cái giờ cao điểm. Còn bây giờ thì bạn Bun sẽ đăng ký tên để lấy chỗ ha. Và được bạn nhân viên thông báo là sẽ đợi gần 1 tiếng rưỡi, là tầm khoảng 1 giờ rưỡi thì sẽ có bàn cho tụi mình vô. Ok, quyết định đại ha. Rất là đúng giờ luôn nha, đúng 1 giờ rưỡi là có bàn cho tụi mình vô liền luôn. Thật sự thì rất là đông. Bun nhìn vào cái tờ giấy đăng ký á, thì Bun thấy rất là nhiều khách luôn. Nhưng mà là do đợi quá lâu cho nên là họ đi một vòng ăn uống gì đó rồi quay lại nhận bàn. Còn đây là món cơm của tụi mình ha, cơm chiên ghẹ với lại món tôm mũ ni, ủa nhầm, tôm tít cháy tỏi. Mặc dù là phải xếp hàng đợi lâu nhưng mà quán ra món rất là nhanh, ngồi cỡ 5 phút thôi là đã có món để ăn rồi. Chờ đợi nãy giờ ăn thấy sao? Xứng đáng. ăn thử tôm rồi. Ngon lắm hả? Sau khi ăn cơm trưa xong thì tụi mình sẽ quay về khách sạn để lấy hành lý và sau đó di chuyển ra sân bay. Tụi mình đặt chuyến bay trễ về Sài Gòn, bay tối ha, khoảng 7 giờ bay, cho nên là thời gian vẫn còn rất thoải mái. Thì một lát nữa tụi mình cũng sẽ di chuyển bằng tàu điện để đi ra sân bay. Đến khúc này thì vẫn không quên mua thêm một ly cha cha mư để uống nha. Nói chứ vì đoạn đường ra sân bay Đoan Mường cũng khá là xa cho nên là tụi mình sẽ mua theo nước để uống. Vậy ha, còn bây giờ thì mua nước uống rồi chuẩn bị ra sân bay thôi. À, đến cái ngày về á, mà ngay cái lúc mà trả phòng á, thì Bun mới phát hiện ra là cái thảm của cái khách sạn này á, là có đủ thứ tiếng luôn nha. Một chữ Heaven Meet mà quá trời tiếng luôn, có cả tiếng Việt Nam nữa. Dễ thương ghê luôn á. Và chủ khách sạn ở đây cũng rất là dễ thương và nhiệt tình luôn nha. Cuối cùng thì cũng kết thúc chuyến du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm của Bun rồi. Một chuyến du lịch khá là vui và hạn chế về sức khỏe. Nhưng mà không sao, chủ yếu vui là chính và kỷ niệm là 10. Video của Bun đến đây cũng là quá dài lắm rồi. Thôi thì hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã dành ít thời gian để xem hết clip của Bun. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh cho Bun để theo dõi những video mới nhất ha. Còn bây giờ thì chào cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.
ơi, ngồi chờ sân bay. Nè coi mì ngân hàng bắt đầu này nha, ngon nhỉ, ngon nhất hả? Vậy là dở hơn bịch cơm cháy hả? Biết hả? Mà bị đầu tiên là ngon nhất hả? Giờ bịch này dở đúng không? Em út, đừng đừng mua bịch này nữa. Tính ra bịch cơm cháy là bịch lựa ngon hơn. Mày mua mình lấy bịch nhỏ thử. Ờ. Something where you did, but I call me something. Carry the call, your love to go. Did you turn up the stereo? One time you see us for the corner, sit down, we fit dance for the center. Every time we walk out, got them lights going by. Tony, 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 love.